Tiếng khóc chào đời của em bé này là kết quả của những nỗ lực hy hữu của các chiến sĩ công an, bộ đội làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát COVID-19 ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong ca trực đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29 tháng 8 năm 2021, các chiến sĩ công an và bộ đội tình nguyện chống dịch trực tại liên khu 56 phường Bình Hưng Hòa B, 5 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 8 năm 2021, bỗng có một thai phụ chuyển dạ được người nhà chở bằng xe máy chạy tới xin qua chốt. Lúc này anh Nguyễn Văn Tĩnh là học viên của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và anh Đỗ Vũ Thắng thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định đã nhanh chóng hỗ trợ chở thai phụ đi cấp cứu. Trên đường đi, thai phụ chuyển dạ và sinh con. Trước tình huống bất khả kháng này, anh Tĩnh đã nhiệt tình kịp thời đỡ đẻ giúp thai phụ vượt cạn thành công. Quá trình dừng lại hạ sinh lên đường, thai phụ cùng các công an bộ đội này được anh Phan Thanh Sơn là học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tại phường Bình Hưng Hòa A tới trợ giúp ứng cứu. Cố gắng nha chị. Sau đó công an bộ đội đã gọi xe cấp cứu chở thai phụ và em bé đi bệnh viện. Được biết, thai phụ 26 tuổi ở quận Bình Tân, em bé là bé trai nặng 3,3 kg, được sinh ra khỏe mạnh. Hiện thai phụ và em bé đã được đưa tới bệnh viện quận Bình Tân và đang theo dõi sức khỏe.